Alo, má hả? Con Trúc bên đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo, trời đất ơi. 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha. Ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh á, ảnh cũng không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân á, con dòm xuống à, có không à. À, má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi, con còn chút xíu à, con không chịu đâu. À, lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề địa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chết yên kê vậy mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không? Dạ. Happy New Year, Mom. Tiểu Thơ ơi, Tiểu Thơ, Tiểu Thơ, Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương công tử tới thăm kìa. Đại biểu, con dạ tiện tiền. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi hả? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao, hả? Con tiện tiền. Ao, trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Không, Tiểu Thơ nhớ ngang, tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai, cứ tiện tì này tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, không, cả đám trai trong trường nó mà biết con gái ha, nó xúm lại, trời ơi, nó đè con sao không chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, Trời, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm, Trời không con đất cũng ói ơi. rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này là con kềm hết được rồi Tiểu Thơ. Cái gì kiểm Trời được? ơi, Tiểu Thơ nhà em á có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày. Ra mời Lương công tử vô. Dạ xin mời Lương công tử vào. Chúc đệ, chúc đệ. Lương huynh. Lương huynh ơi, nhà mới hút bụi. Lương huynh làm ơn chùi chân giùm em cái. Ăn ở sạch sẽ quá hèn gì như con voi. Chùi ra ơi. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương huynh thích gì vậy? Để con lượm cho. Dạ. Gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ có mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn Chinatown nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương công tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không? Tao với mày đi massage trở lại. Lương công tử. Lương công tử. Chị gì? Sáng mùng 1 sao công tử không lì xì cho em? Công tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng Tiểu Đồng nào mà kinh khủng như vậy? Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng ma ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á. Bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Hàm hố cái gì mà lì xì. Đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương huynh. Chuyện gì? Sao Lương huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là huynh thì huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á không có xe. Tiểu Thơ, mình đang đàn ông đó, cứ lên gồng lên không nhão quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên Lương huynh. Kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng ha. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn anh làm anh, em nhỏ em làm em.
Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi, làm như hát hồ quảng kêu huynh đệ mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không? Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi, tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Lương Quỳnh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu bụng cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt, tốt, tốt. Bốn ngày sau á, nó nổi nguyên một về mụn bọc rồi. Quỳnh đắp không? Em cắt em đắp cho Quỳnh. Cảm ơn mày, con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi mụn nhọt luôn á. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Còn 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì Quỳnh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. Không, mà kèm với cái hũ dưa giá là trời ơi, số 1 nha, khó thiệt á. Có công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này gút ai đi ra nè. Nó hổng nhiều chuyện gì. Đi vô lấy nước mà công tử uống. Công tử. Chị gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đại biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Nghĩ sao mày mời nước trà tao mày uống trà đinh hay trà sen? Mày muốn tán đinh trong mặt tao hả? Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn không? Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8 lượng da dẻ hồng hào trắng trẻo mịn màng ha, đẹp ghê vậy đó. Mà con uống trà thét chỗ nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày xúi cho tao quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu vậy không? Lấy cái nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thầy gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường. Tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái dây chuyền hả Lương Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao tao dán kỹ. Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thăng 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 thăng. Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, Quỳnh dành về điện ảnh vậy hả? Rất là đành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thì gom. Đàn ông mà đi thích phong khâu. Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường, cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà. Thôi Quỳnh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương Quỳnh. Còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết.
Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á cho heo ăn á nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng, đặc biệt không được bằng màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Đừng quên, chọc em hoài à. Đâu có chọc đệ làm cái gì? Đó là nghề gia truyền của gia dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy, chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi ta nói mày nghe, sống á là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cần heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đây, đúng không? Quên, hả? Nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói huynh nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương huynh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho huynh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ tổng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ huynh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Không mà quên. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Huynh có chuyện gì mà huynh buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không gửi tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy huynh? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây, tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương chân bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết, mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 tiếng hả? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê âm. Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chị ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bảng, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội. Con ngày trước ôm giấc mộng làm hairstylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc. Cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa. Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm. Có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm. Đó tại sao gọi tao là sai lầm? Sai lầm đi theo con đường cũ. Ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giữa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu, con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giũa bằng ba năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giũa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Một ca huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà. Em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Bá, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương Quên, Lương Quên. Chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay mà Lương Quên nói ba cái chuyện gì đâu, không không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm. À, thiệt là chán quá đi, chán quá đi hả? Đây đây. Mày lâu tao đi đâu? Nè, mày nhìn đi. Huynh nhìn thứ xem dưới hồ đồi Thiên Nga. Đồi Thiên Nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, huynh chỉ em tường. Con máy là con nào? Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con Thiên Nga nó bơi lội dưới nước thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con nó là hai con vịt xiêm của lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là Thiên Nga?
Mày đừng nói mày nhìn tao với mày, mày tưởng tiên nữ ha. Ôi chết hả mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng tự tưởng tượng được vậy chứ bộ. Giờ em đố Quỳnh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay, có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? Mày chỉ hỏi con nào ngon, con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Quỳnh này kỳ quá à, tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quỳnh nói với em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa, tại sao nó trọc đầu với lại trầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị trầy. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hai ông nội. Quên à. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai vịt này giống em với anh. Thôi, ta biết dù tóc mày sắp trọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớt luôn. Hai ông nội, trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con vịt này đó, con mập á đem nấu chao, còn con ốm kia nấu bún măng, quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng Tiểu Đồng. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự với Lưu Minh, ai cho mày xí vô? Trời, công tử nghĩ đi. Hai năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi. Công tử cho con hém burger không mà thèm thình vịt thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, lương công tử Red Bull nè, uống vô nhiều lúc thấy kỳ kỳ ngang, khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó. Muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi, cho nó ghét cái đường là mày chết. Thôi con đi. Đi đi. Phá đám không? Thôi, mắt mày có mấy cộng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết, lấy gì làm vốn? Lương quên. Chị gì? Trời đất ơi, sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi, buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được khi em sắp sửa xa Lương Quynh. Lương Quynh biết không, bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Quynh biết. Mày có gì bí mật mở trong số hả, cho ít coi. Bà mẹ thằng này sao nó cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không. Lương Quynh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Quynh ngủ lại với đệ. Giết người, trời ơi nó giết người. Giết cái gì? Đâu mày, có giết. Mày nghĩ sao vậy? Mày kia suy nghĩ đi, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à. Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Quynh nghe, ngủ lại với em đi. Rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Tức quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi Lương Quynh không chịu thì thôi, em đành phải thú thật với Lương Quynh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai. Chúc Quân Đài của Lương Quynh không phải là trai mà là gái. Lương Quynh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó theo em lên Kinh Đô để hầu em đó. Mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật. Cái chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Quynh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy. Lương Quynh thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi. Thấy front da or back da? Everything on that. Ủa, vậy Lương Quynh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn á.
Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thao nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Trúc nhà em á có cái điều lệ là hãy mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh phải làm chồng của em. Không sao không sao. Chịu rồi ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe. Bữa đó mày đi tắm xong hai tao đi rình. Tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày đứa nào đứa nấy nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lặng, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Trúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's okay. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thơ. Cái gì vậy? Tiểu Thơ. Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Đứng lên đi. Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thơ. Chuyện gì? Con đã lỡ lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng. Khóc không à? Vào một đêm không trăng sao nhưng suốt đời in sâu lòng người. Mẹ. Hát không à? Nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao. Ờ. Con với Lương huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi nhậu. Ờ. Lương huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người con đơ này con cử động được. Rồi cả ông bé, ông bồng, bé bồng. Giờ bây giờ con mới biết. Chuyện gì? Con đã có bầu rồi. Lương huynh, thì ra 2 năm nay Lương huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở. Lấy nó có bầu. No 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 no. Just a minute. Khoan, chờ em chút. Tell you something. Wait. Em mệt quá Lương huynh ơi. Tao thấy tao còn mệt. Tiểu thơ. Nó nghe nè. Chúc muội đừng có giận huynh. Bữa hôm đó huynh cứ tưởng rượu nó đi uống rượu là tại vì tình huynh để, đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong uống quá trời, uống nó uống, huynh uống nó uống, huynh uống, hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ, dở ra nguyên con bánh bèo. Trường mày còn cười đấy không à, làm sao chịu nổi được. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa mày. Đừng hận Tiểu Thơ. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Ê, đừng. Đừng. Quay. Cảm giọng quá. Cắn thiệt rồi nè. Nó nghe nè. Đừng. Bây giờ chút muội đừng chết. Chút muội đừng chết. Mùng 1 Tết đừng nói chết xui xui hiểu không? Bây giờ bây để huynh tính cho. À, bây tính giờ huynh tính nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi. Thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nó nghe nè. Bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây. Gì vậy? À, giờ nó lỡ nó có bầu rồi. Bây giờ cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn. Mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thơ, chịu đi. Không. Tại sao không chịu? Từ chối. Ừ. Vậy được rồi. Vậy là cuối cùng rồi cũng có người hốt mình. Ê, điện thoại. Dạ, chào em chút. Vui quá. Vậy là khỏe rồi, khỏi cần giấu. Khỏe rồi, không giống nữa. What? Chúc đi nhậu nữa nha. Why? Hả?
Cái gì vậy? Chuyện gì vậy Mũi? Lương huynh ơi. Hả? Chuyện gì? Muộn màng rồi Lương huynh ơi. Muộn màng sao? Tệ rồi Lương huynh ơi. Chuyện gì? Cha mẹ em đã ép em vô dòng họ Mã. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ Ngựa là đúng à. Vậy là đúng rồi. Huynh nói gì? Thôi ép gả Muội cho Mã Văn Tài. Dạ. Tệ rồi. Mình có duyên không có nợ luôn huynh ơi. Trời, chúc hai mình. Người hạnh phúc đi. Thôi forget bà đi, về lo cho em đẻ đi Lương Huynh. Chúc Muội, ta nói cho Chúc Muội nghe, mặc dù ta không có tình với Chúc Muội, nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta buồn khi phải xa Muội. Chúc. Hả? Cái gì vậy? Lương công tử. Trời. Ấy. Lương Huynh, anh học máu hả? Anh bị bệnh rồi nào vậy? Đâu có, ta mừng quá, ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này chứ. Đồ vô kia mà. Đi ra đây. Đi. Thôi, đi về lo lấy Mã Văn Tài đi. Ở đây ta thấy khe Tiểu Đồng cho. Thôi bye nha. Bye. Thằng hại nó bay. Thiệt nha, tôi là dâu ở trong nhà, bao nhiêu chuyện bếp núc, Tết có một cái Tết thôi mà còn giỏ 48 cái giỏ, biết bao nhiêu chuyện tôi phải làm. Tụi con ơi, chuẩn bị Tết xong xuôi chưa? Để cô coi. Trời đất ơi, mấy đứa nào mà khéo trưng bày quá. Đúng rồi nha, mai ở trong, đào phải ở ngoài, đào hồng nghĩa là hồng đào và sáng rực nha tụi con. Thôi, đúng rồi, năm mới mình tống cựu nghinh tân nha. Đâu rồi, mấy đứa ơi, bánh mứt làm xong chưa? Tụi con nhớ bà dặn nghe chưa? Mứt bí là phải trong, mứt cà chua là phải hồng, mứt ổ qua là phải đắng. Ủa, Tết nhất đắng cay chi người ta? Thôi đổi đi nha, đổi mứt gừng cho nồng ấm nghe. Còn ổ qua thì hồng sườn heo để đón ông bay về nha. Ây trời. Tôi nói thiệt nha, cái ông chồng tôi, ta nói ông đi khắp miền lục tỉnh và lâu lâu mới ghé về. Hôm nay là gần Tết nhất ông về nè, phải chuẩn bị thôi. Mấy đứa bứt bông lài bông bưởi vô để trong phòng ngủ đó cho ông bây giờ ông bay hửi nghe. Còn mình sao ta? Coi như để một bồn nước nha, cũng để là bông bưởi bông lài vô đó mình ngâm từ đây xuống dưới đây. Nhưng mà không biết ông có chịu hửi không nữa à. Trời ơi, chuẩn bị thôi mấy đứa ơi. Mình hả? Ừ. Trời ơi, em hôm nay cái mặt của mình trắng xác như là cái bánh nếp trần vậy. Trời ơi, cái gì mà mình mới vừa về mình chê em vậy? Mình nhớ không, năm ngoái đó em đen thì mình nói là em đen giống như cột nhà cháy. Cái năm nay em sợ quá, em trộn 5 thứ bột em đắp vô mặt. Tại sao mình lại chê em trắng xác vậy? Cái gì? Trộn 5 thứ bột? Dạ. Bột gì? Bột gạo, bột lứt, bột khoai, bột bắp, bột giặt. Trời ơi, bột giặt mà bôi mặt bà cho mặt bà nó xì đó hả? Bốn cái bột kia đắp cho trắng, còn bột giặt á rửa mặt cho nó sạch. Thôi trời ơi, trang điểm mấy cái đó ghê quá. Ghê hả? Em mình ơi, mình chờ mấy đứa bứt bông dạng thọ nè, bông hồng nhung nè, bông bụt với lại lá mơ để cho bà đắp cho nó hồng hào nghe. Lá mơ là lá thú địch đó. Bà bôi lên cho nó ô nhiễm không khí hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ô nhiễm cái gì nè? Ông đi đâu mà bữa nay ông mới về vậy? Thì tôi nói rồi,
Tôi nói dầu tôi đi đông đi tây nha, thì tới đêm trăng tròn hoặc là đêm 30 cuối tháng tôi cũng về với mình mà. Trời ơi, mười mấy cái trăng tròn rồi tôi đâu thấy mặt mình đâu. Hôm nay thời tiết thay đổi, nguyệt thực tùm lum, đâu có trăng tròn đâu mà tôi về. Trời đất ơi, vậy chứ sao hôm nay lại về? Tôi nhớ mình. Thôi đi, ai mà thèm tin cái miệng của ông á. Tôi nói tôi còn ngượng nữa mà. Mấy ông ơi, đàn bà yêu bằng cái lỗ tai không à? Đúng rồi, đàn bà tụi tôi yêu bằng cái lỗ tai, còn đàn ông mấy người yêu bằng cái con... Con gì? Con mắt. Con mắt chứ làm gì cười dữ vậy? Con mắt nha, cái con mắt ông nó láo liên, nó ngó phải, nó ngó trái, nó không bao giờ ngó thẳng nữa. Tôi hỏi ông nè, ông đi đâu mà mất mặt, ông trả lời tôi nghe coi. Nhớ rồi phải không? Nhớ gì? Nhớ cái đó đó. Tôi nói ông nghe nè, ông đi lâu quá rồi, riết rồi tôi cũng quên cái đó đó là cái gì luôn á. Bà tệ quá, làm gì làm, nó vẫn còn y nguyên. Sao được, nó phải xệ dần theo thời gian chứ. Gì vậy? Sao bà biết? Vậy trước mặt tôi nè. Bà nói gì vậy? Cái mặt ông chứ đâu. Đi cho cố vô, cái mặt vẫn xệ xuống rồi, thấy chưa? Hồi nãy giờ bà nói cái mặt tôi hả? Chứ còn cái gì nữa? Vậy mà tôi tưởng bà nói thằng con tôi chứ. Trời ơi. Ờ, trời, thôi nghe, ông nghe. Ông đi về, ông chưa trả lời cho tôi biết là ông đi đâu. Đó, ông giờ có ông trửng giỡn với tôi nè. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông đi đâu? Ông mê ai? Ông dướng lưới tình cái đứa nào? Ông trả lời cho tôi biết đi, hả? Nè, đi đâu? Nè, đừng có sớm tới nha. Tại sao ông sớm tới? Bà im. Sao? Bà! Cái gì? Tại sao bữa nay bà đẹp vậy? Đẹp đâu đẹp. Nhất là cái bàn tay đó nha. Tôi để ý rồi đó. Tại sao? Lắp la lắp đánh cái gì đó thì phải. Ông biết tại sao bàn tay tôi đẹp không? Tại sao? Không phải bàn tay đẹp đâu mà là móng tay tôi đẹp. Móng tay. Bởi vì tôi có D&D gel. Hả? D&D gel? Ông thấy màu sắc nó không? Nó ngọt ngào nhưng mà không có cái hãng gel nào có thể có những màu sắc ngọt ngào như vậy được. Hay lắm. Ừ. Đúng rồi. Bởi vậy bà diện có lý do đúng không? Sao lý do thì đẹp? Bà hồi xuân đúng không? Cái gì? Tôi nghe đồn là mấy cái thằng trai làng nó chia giảng bà. Đúng không? Ông đừng có gieo tiếng ác cho tôi nha chưa. Ông đi chơi cho cố rồi đừng có gieo tiếng ác cho tôi. Bởi vậy mà người xưa người ta có cái câu là ầu ơ. Trời ơi. Chứ ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu rà. Cái gì? Hả? Ta ra bà hát rà. Hát vậy chứ sao nữa. Trời ơi, hát gì mà thấy ghê không biết. Tôi nói cho ông nghe này nha. Mấy chục năm trời tôi sống với ông, tôi còn lại cái gì nữa. Đây nè. Ây, ầu ơ. Tôi mà thoát khỏi tay ông, cái xương tôi nát, cái da tôi mòn. Mòn má ơi. Mòn má. Mòn má thành món. Trời ơi. Bà nói đi, bà đừng có hát. Bà đâm nãy giờ tôi muốn xỉu đó. Trời ơi, đâm dữ lắm hả? Trời ơi. Tôi nói ông nghe. Gì? Bây giờ muốn tôi nói phải không? Dạ. Ông đi quá lâu rồi. Công chuyện nhà đăng ra đây, ông đè lên hai vai tôi. Bây giờ ông về đây rồi nha. Lần này tôi giữ riết ông trong nhà, tôi không cho ông đi đâu hết trong một thời gian khá lâu. Đừng hòng bước ra khỏi nhà. Bao lâu? 3 năm. Bớt chút đi. Không. 3 năm rưỡi đi. Có gì vậy? Sao nó bánh? Ông nói nghe chưa? Mấy đứa ơi, khóa cửa không cho ông mày ra. 4 năm nha. Ây da. Cái gì vậy? Đau quá bà ơi. Cái gì vậy? Ở nhà có thuốc gì tôi uống không? Cái gì? Đau quá, tự nhiên đau quá trời. Sao vậy? Trời đất ơi, đau hả? Ừ. Trời đất ơi, tiếc quá, cái thuốc vừa mới hết. Ngày mai nó mới về ông ơi. Thuốc gì vậy? Lotus của Johnny Dũng. Hả? Nữa hả? Johnny Dũng ca sĩ đó phải không? Đúng rồi. Ủa sao ca sĩ mà còn bán thêm thuốc hả? Trời ơi, tội nghiệp lắm. Kiếm thêm để dành tiền mua máy bay riêng. Trời đất ơi. Đây nè, tôi có nghe đồn là cái thuốc là Fucadan đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạng viên, dạng nước đều có đúng không? Đúng vậy. Mà đặc biệt là cái loại Super Fucadan 859. Ủa sao ông rằng vậy? Bà có không? Tôi quảng cáo mà. Ồ vậy hả? Không. Ngày mai nó mới về. Trời ơi, gì? Tôi đau, tôi chịu đâu có nổi. Để tôi khám thử coi, Thôi bà rờ, không có phê đâu. Thấy chưa? Đi biết bao nhiêu rồi mình rờ vô nó mình không có phê. Ông, tôi biết tại sao tay tôi rờ vô mà không có phê rồi. Bởi vì ông không phải đau bình thường, mà là ông bị dông nhập. Cái gì? Dông nào nhập tôi? Dông nhập. Cái bà thầy bói chàm ở trên đầu xóm á, nói là ông á bị mấy cái dông nhập luôn. Tầm bay.
bà thì bói chàm mà nói tầm bậy tầm bạ. Nói gì vậy mà cũng nói à? Cái gì? Ủa sao bà nói đúng vậy ta? Ông lại nhảy gì? À, không, tôi không nhảy gì đâu. Ông là mấy cái dông nữ nó nhập ông nghe chưa? Bây giờ vậy ông đứng yên đi, tôi sẽ trục dông ra nha. Trục đứng yên không? À hả? Bà biết trục hả? Sao không biết trục? Ông cứ đứng đó đi nha, đứng đó, đừng có đi đâu hết nha. Lâu lâu mới về, bà nói chuyện trục dông. Ngu sao đứng yên cho bà trục, võ. Hey! Đứng lại. Ông làm gì vậy? Ông đi đâu vậy? À, tính ra chứ không gió. Không gió hả? Ông vô đây, ông vô đây. Tôi trục dông xong rồi muốn hóng gì không? Đây nè, người ta nói đó, muốn trục dông ra đó thì cầm ba cái nhang này chọc vô đúng chỗ hiểm. Không phải chỗ đó. Không phải thận, không phải phổi. Đúng là chỗ đó rồi. Vú hả? Không, tim. Tôi chọc vô tim nha. Đừng có tào lao. Cái gì vậy? Bà mê tín dị đoan. Tôi chưa bao giờ nghe nói mà trục dâm mà đâm nhang vô vú trời. Vú đâu? Tôi đâm vô tim. Tim nào? Thôi không có tin rồi. Ông đứng yên. Bây giờ này, nếu ông không tin đó, tôi sẽ có cách trục dâm khác. Có nghĩa là tôi lấy dâm trục dâm. Bà nhiều chuyện. Dâm trục dâm gì? Để đó, ông đứng đó. Đứng yên cho tôi. Em ơi, vô em... đây đi em. Dạ. Em làm gì? Hả? Ông chờ đó nha, ông chờ đó nha. Trời đất ơi, buôn bán cái kiểu này á, thiệt tình nó chắc lần đầu cũng như lần cuối à. Gì đâu á, bắt tôi chờ nãy giờ ở ngoài kia mấy tiếng đồng hồ, nắng nôi muốn chết gì đó. Mà nói thiệt không ai dễ thương như tôi mà tôi chờ. Thiệt tình à, mua mấy ký chắc bỏ tôi đi rồi, hên là mua một xe đó. Bây giờ hả, ba con mực của tôi ngoài kia nó húi hết trơn rồi, trời có ai trong nhà không? Chị ơi, chị cho người ra nhận mực giùm em để không thôi mấy mực em nó húi hết đó chị. Trời ơi, bắt mực sao mà chân dài tới nách vậy trời. Dạ, em chỉ ăn rau mực thôi đó chị. Trời ơi, rau mực thôi đó hả? Dạ. Nè, ra nhận mực đi, không thôi mực nó thúi hết thì đó. Đúng rồi đó chị, kêu người ra. Không có nhận gì hết trơn á. Nè, người này nè. Đó, trời ơi, anh mực ơi, đi. Anh ra anh nhận mực giùm tôi đi anh ơi. Trời ơi, tôi chờ nãy giờ mà cái nắng nóng quá rồi. Anh đi ra anh nhận giùm tôi đi. Tôi nói thiệt anh, nãy giờ tôi chờ mà kêu tôi rất là bực bội. Anh đi ra giùm tôi đi. Á, à, anh Hội. Anh Hội ơi, anh đâu đây gì nè? Anh Hội. Hội heo gì đây? Anh không nhớ em hả? Trời ơi, anh đi đâu? Một năm nay anh không ghé ăn con mực nào của em hết trơn vậy. Mực luộc với mắm gừng chờ anh. Có bia nhậu nữa đó anh quên rồi hả anh Hội? Mực mắm gì đây không biết khổ. Trời, em là con Nhàn Phi, bán mực luộc chấm mắm gừng ở Phan Thiết nè. Nhàn Phi nào tôi đâu có biết. Anh không nhớ phải không? Anh không nhớ, em làm này bảo đảm anh nhớ nè. Còn nhớ không anh, em là cô gái tóc dài chân ngắn. Ủa lộn, tóc dài chân cũng dài luôn, bán mực luộc chấm mắm gừng Phan Thiết. Những đêm không trăng hẹn hò, thập thò bên lò nước mắm, đắm đuối bên nhau sao anh nỡ vội quên rồi. Nhớ không phải không? Rồi. Nhớ em rồi phải không? Phải không anh? Nhớ chưa? Nhớ ra chưa? Ủa ai vậy anh? Má. Thiệt không? Thiệt. Má. Ôi, ôi, nó gọi tôi mà giống như nó chửi tôi vậy. Má cái hết hồn mà. Má ơi, tại anh Hội anh không giới thiệu cho con cho nên con không biết, con xin lỗi má nha. Trời, anh nghe anh không giới thiệu em gì hết trơn á. Má ơi, sao mà má đẹp quá vậy nè, má trẻ đẹp. Nhìn mặt của ảnh muốn già hơn má luôn vậy đó à. Má nè, má đẻ sớm phải không nè? Má đẻ sớm lắm con. Má mới lọt lòng ra là má đẻ ra nó liền đó con. Trời ơi, mới lọt lòng ra đẻ luôn. Con mới nghe lần đầu luôn á. Con nhận hay thiệt. Mà má đẻ khó lắm con. Má có bầu nó 18 tháng đó con. Má chữa trâu đó. Nó phọt ra là cái mục ruồi nó ra trước rồi cái mặt nó ra sao đó con. Trời ơi, hay thiệt nha. Hèn chi, tới 18 tháng người ảnh nó bự con, cường tráng khỏe mạnh quá trời luôn vậy đó má. Trời ơi, nó ra đường nó cường tráng khỏe mạnh, nó về với má nó yếu xìu rồi con. Vậy hả? Không có đâu má ơi, ảnh khỏe dữ lắm.
Con nói má nghe nè. Sao? Má cho anh bú sữa gì mà người anh khỏe mạnh cường tráng quá trời quá đất luôn à. Nó bú má không à con? Hả? Bú má không á hả? Mà anh được vậy đó hả? Trời ơi, thương má quá đi à. Anh thấy chưa? Anh nhờ má đó mà anh mới được cái tướng như vậy nè, bự con như vậy nè. Anh phải cảm ơn má nha. Nhờ bầu sữa của má, sữa mẹ là tốt nhất đó. Công lao mẫu từ đó mà. Anh phải trời ơi nha. Con nói công lao mẫu từ là má cảm động quá con. Con biết không? Dạ. Nó bú má mà từ hai bầu sữa căng tròn đến cái hai bầu sữa héo khô con à. Trời. Mà khi hai bầu sữa héo khô rồi, nó toàn đi bú dặm con mà con. Trời. Thương má quá à. Anh nói nghe, anh đi bú dặm anh cũng phải nhớ sữa của má nghe chưa? Đúng rồi. Sữa mẹ là tốt nhất đó anh thấy chưa? Thôi dẹp đi. Hai người đừng ơn, làm ơn đừng có nói sữa đây được không? Ủa? Hiểu lầm hết rồi. Ủa gì vậy anh? Để nói cho em biết. Hả? Thiệt ra đây không phải là má của anh mà là má của con anh. Hả? Má con anh? Không phải má anh. Ừ. Chết mẹ rồi. Trời ơi, vậy là bà lớn. Phải không ta? Đúng rồi. Sao già dữ vậy? Dạ, dạ, em xin lỗi chị, em nói thiệt chị nha. Em không có cố tình vô đây em kiếm anh Hội đâu. Mà tại cái con quỷ cái nào á, nó kêu em á, bán một xe mực vô đây em ham tiền em mới vô, chứ em không có kiếm anh Hội. Chị ơi, em nói thiệt nha, em mà biết cái con quỷ cái đó tới đây là em xá, em chém nó liệu, nó hại em đó chị. Nó hại em chứ em không có tới đây em kiếm ảnh đâu nha chị. Cô nói là sao? Cô nói là có con quỷ cái nào nó kêu cô mang xe mực tới đây đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ nếu mà cô gặp con quỷ cái đó, cô chém con quỷ cái đó đúng không? Rồi, em gặp nó là em xả, em chém nó phải đời em hả? Tôi xin báo cho cô biết, con quỷ cái đó là tôi nè. Cô chém tôi đi, chém đi. Dạ thôi, chị chém em đi cho nó phải đạo. Không mấy hai bà chém tôi đi. Tôi chém không? Ê! Chứ giờ không chém thiệt mà. Tôi chém không bây giờ còn không ngại đâu. Chị ơi, chị ơi, tại em, tại em chị ơi, tại em. Tại em làm sao? Dạ lỗi tại em. Không có phải lỗi thầy cô đâu. Tôi mời cô lên đây nè, là không phải tôi làm khó gì cô đâu. Dạ. Để tôi giặt mặt cái ông chồng tôi ra nè. Tôi biết tính ổng mà. Trăng qua lắm, không có cô A để có cô B, không có cô B để có cô C. Lỗi của cô là chị nhẹ dạ tin lời ổng mà thôi. Dạ. Nghe không? Nè, ông đừng có chối nữa nghe chưa? Mà thôi bây giờ lặn lội lên đây rồi, mực thì nó thúi ngoài kia rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ tôi cũng thông cảm cho cô. Tôi cho hai người tâm sự với nhau nghe chưa? Dạ. Yeah. Ý quá. Gì vậy? Trời ơi. Vừa mới nói cái ông lên liền là sao vậy? Xuống. Thôi tôi cho hai người tâm sự với nhau. Lần cuối cùng thôi nghe. Dạ. Yeah. Cho thì nói đại cho đi, còn thầm câu cuối cùng thôi. Là hù lá khoán nè. Ai về? Là hù lá khoán nè. Cô mới thanh toàn. Là hù lá khoán nè. Cho em theo với. Là hù lá khoán nè. Ảnh hạt mà cải trí nè. Hù hôm nay là hù lá khoán. Khoan hơi khoan hơi. Ho khoan. Trời ơi, thấy chưa, thấy chưa? Tôi vừa mới cho phép tâm sự tôi đi vô cái ra cái coi như là mực luộc chấm mắm gừng liên tại chỗ à. Là sao vậy hả? Tôi đâu có chấm gì đâu. Tôi tính khoan chút xíu à. Trời ơi. Dạ. Chị ơi, ảnh khoan chứ em chưa có cho ảnh khoan. Ừ. Nè, còn vừa dậm đi lên đùi cỏ nữa. Đâu phải. Hả? Chứ sao dính vô đó? Tôi kẹt cái mấn. Kẹt phải không? Tôi xả cho banh cái mấn bây giờ đó. Ủa dính đâu vậy? Dạ. Không. Thôi, có đâu mình ơi. Dạ. Không chịu nổi nữa rồi. Ông chứng nào tật đó à. Bây giờ đó không? Cô thấy rõ ràng này nghe chưa? À, nghe em nói mà. Nghe nói cái gì? Ôi trời, đau nữa rồi. Chị ơi, anh bị gì vậy chị ơi? Anh đau quá, vô đi coi. Anh bị gì vậy? Anh không chết em đi. Không, anh ơi, anh có sao không vậy? À. Sao anh bị gì vậy? Em rờ đi, dạ. Có đau không? Trời ơi, tôi rờ thì quăng tay tôi ra, con gái đẹp rờ thì cho vô. Trời ơi, nè. Dạ. Cho ổng chết luôn cho đáng đôi. Dạ.
Dạ, dạ, dạ thôi cho ông chết luôn, cho ông đáng đời hả chị. Chừng nào chị có gì em mới lo hả chị ha. Đó, cô biết tại sao ông đau không? Dạ. Bởi vì ông còn cái dông nhập trong người ông á. À nói gì? Nhiều dông lắm. Dông nào nữa? Một cái dông này là tôi đủ chết rồi ha. Cái gì vậy? Dông nào nữa? À quên. Gặp tay gặp chân tay vậy? Đây nè, ông là nhiều dông lắm, cái người ông mới dông nó rần. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục chụp cho ông ra nữa. Ờ không ạ, chụp cho dông nó ra. Được. Dông nào bà cứ kêu vô đi ha. À, rồi. Đây nè nha. Em ơi. Dạ. Không phải em, tôi kêu em ngoài kia nữa kìa. Hả? Em ơi, vô đây. Còn em theo dạ. Tôi. Trời ơi. Sao hoài vậy? Ủa, ai kêu tôi vô đây vậy ta? Mà sao nhà không ai ra tiếp mình vậy ta? Thôi thì mình đành ngồi chờ vậy ta. Ồ. Hey. Ồ, anh ơi. Trời gì? Hả? Tới đây làm cái gì vậy? Có người mời em tới. Tới làm cái gì? Tới may màn anh. May màn gì? Trời, người ta đặt em nhiều lắm anh. Người ta đặt em may màn cửa chính nè, cửa sổ nè, cửa phụ nè, cửa phòng khách nè, cửa phòng tắm luôn anh. Quỷ hết rồi, không ai mai gì hết. Em đi về đi. Em đi về đi. Không. Em còn nhớ bà dặn kỹ lắm. Là bà dặn là mai mùng cho heo nó ngủ nữa. Rảnh quá vậy? Heo ngủ cũng mai mùng nữa hả? Cái con heo nó thọc quyết làm heo quay hết trơn rồi. Đi đi. Không có ai mai gì cho ai mời em tới hết trơn á. Không, có người mời em tới. Ai mời? Tôi mời nè. Thấy chưa, em nói với anh rồi. Có người mời em mới tới. Đương không tự nhiên tới làm chi vậy? Em là thợ may nổi tiếng mà. Em đâu có rảnh đâu anh, đâu có khơi khơi mà tới đây. Phải không anh? Nãy giờ em nói mà anh không chịu tin gì hết trơn à. Như kỳ vậy. Trời ơi, làm giống như bà là bà lớn không phải á. Ủ hồn à. Vô nhà người ta không chào không hỏi gì hết trơn á. Tưởng nổi tiếng là hay, muốn làm gì làm hả? Nhỏ nào vậy anh? Nè cô qua đây. Cô qua đây với tôi. Trong nhà tôi đó, có lớn, có nhỏ, có lớp, có lan. Vô là phải biết chào hỏi nghe chưa? Dạ. Yeah. Ừ. Mẹ già nào vậy? Hả? Cái gì? Cái gì mẹ già? Cái gì? Cái gì mẹ già? Trả lời tôi, tại sao gọi tôi bằng mẹ già? Trả lời tôi coi. Hả? Trả lời. Hai em bình tĩnh đi, trời ơi. Cái gì đâu, em nó nhỏ nó không biết. Thì bây giờ để từ từ anh nói. Nói làm sao? Đây nè. Là bà nhỏ. Hả? Bà nhỏ hả? Ừ. Anh có bà nhỏ hả? Trời ơi. Con bà đây. Mẹ già. Hả? À không. Bà lớn. Không nghĩ ông tàn nhẫn lớn quá. Trời ơi, đây bà già nè, bà già. Thôi, trời ơi bà ơi, từ từ mà. Ông vừa phải đó nha, chứ chỗ chứ. Từ từ mà. Buông ra. Ây da. Bây giờ mới trúng chỗ hiểm đó. Trời ơi, tụi nó buông ra. Tụi nó cái cô áo vàng buông ra. Buông ra đi. Ôi, thôi. Đặt cái vỏ cho cố sát vô. Thật thất nhất tới nơi mà hoảng loạn quá rồi. Bây giờ như vậy. Hả? Ai về chỗ người đó, tôi nói chuyện. À, nói chuyện hả? Dạ cho. Tôi ngồi đi. Tôi chết rồi. Trời ơi. Ê. Trời. Mà chỗ của ông nữa chứ. Trời ơi. Cái đó cũng không phải chỗ của ông nữa. Chỗ nào? À, biết rồi. Sao nhìn tôi giống thúc sinh quá. Cái gì? Có nghĩa tôi là Quảng Thư à? Có nghĩa đây là Thúy Kiều à? Tôi xin lỗi ông nghe, nếu đây là Thúy Kiều, đây là Hoàng Thư, ông không thể là thúc sinh được mà ông là xúc xích. Gì vậy? Tôi chịu hết nổi rồi. Nghe tôi nói, cô kia, cô vào nhà tôi, cô phải nói, nghe chưa? Nói. Dạ em nói gì vậy chị? Thì muốn nói gì nói chứ. Ôi, nó ăn mực cái sao khỏe dữ vậy trời. Dạ, em xin lỗi chị. Nói. Thôi. À, cái nhà này đẹp quá. Cái cửa cũng bự ghê á. Vô duyên. Nhà cao thì cửa phải rộng chứ. Không, ý em nói rằng là nhà cao cửa rộng nó cũng tiện lắm chị. À, lỡ mà có chuyện gì. Cái gì? Lỡ mà có chuyện gì khiêng ra nó dễ phải không? Trời ơi, em đâu có vô duyên dữ vậy chị. Ý em nói là cửa rộng vậy á, ăn cướp nó vô nhà nó khiêng đồ ra nó cũng dễ dàng hả chị ha. Còn nữa, với lại là nhà này cái toàn gỗ không à, nó dễ bắt lửa lắm. Mà nó lửa mà nó cháy cái là trùi lũi luôn chị ha. Vui quá trời. Vui cái gì?
Vô duyên vậy làm sao mà ông thương nó được vậy? Vô duyên cái gì? Tôi thương là thương cái chỗ khờ khạo đó đó. Tự nhiên nói thương em mới nhớ. Má em nói á, mày vô duyên vậy chỉ có heo nó mới thương mày thôi à. À, heo nó thương thiệt. Nè nè nè, em nói gì heo đây hả? Thì anh tên Hợi, mà Hợi là heo. Đi đi, tôi thấy đâu gì tức cười đâu. Em nó tuy là ăn nói vụng về vô duyên, nhưng được cái em nó là hát rất là hay. Ha, là em. Dạ. Em biểu diễn đi cho hai người này thấy đi. Em hát một bài nào hát cho nó vui vẻ, có rộn ràng không khí ngày Tết, để cho người ta ngưỡng mộ, hay chưa? Dạ. Hay chưa? Hát cho người ta cười luôn, nghe không? Dạ. Bắt đầu. Nghe đây nha, nghe đây nha. 2, 3. Đàn thiên thu đứng dây tơ rồi. Đi chưa? Theo sông vàng cát lỡ sông bồi. Trời ơi! Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Chợt thương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Để lại lòng ai. Con sao sang sông tưng 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 tưng, sao đã xô lòng tưng 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 tưng, cháy lên trong. Thôi. Trời ơi, Tết nhất Tết ơi mà cháy lên trong lòng là làm sao? Trời ơi, ông ơi, ông nói nó im giùm tôi, đừng ca, đừng hát, mà đừng nói nữa hết. Tết nhất Tết rồi, rồi. Em, đây nè, bây giờ em ngồi xuống đây, mang cái đi. Em ngồi xuống đây. Kể từ giờ phút này, em đừng nói, đừng hát, nín giùm anh được không? Nha, cảm ơn. Không, em không có nín. Em chịu hết nổi rồi. Anh hứa là anh ghé em. Mà cả năm nay anh đi đâu? Anh đi đâu? Để... À, thì ra em biết rồi. Mấy chị giữ anh riết đúng không? Đúng không? Đừng có nói bậy nha. Cả năm nay ông không ghé ăn con mực nào của tôi hết trơn á. Ông đi đâu? Ông đi đâu? Ông đi. Đi qua nhà chị phải không? Đúng là vợ cái con cột mà. Trời đất ơi, quan cho tôi vô cùng. Trời ơi, không ăn mực, không đo quần áo, ông cũng đâu có về tới cái nhà này đâu. Tôi cũng đâu có thấy cái mặt tròn mặt méo của ông là đâu. Đứng lại coi. Ông đi đâu? Ông đi đâu? Như vậy là cả năm nay ba chị em mình lâu ghê không gặp. Ôi trời đất ơi, ông vô đây. Như vậy? Ông nằm xuống. Ông, tôi nói ông nghe, bây giờ ông phải trả lời cho biết là cả năm nay ông biến đâu mất, nếu không thì là tôi cắt. Có hai con tay mà cắt cái gì? Ủa, vậy hả? Dạ, em có đem kéo thôi nè chị. Ủa vậy? Ghê vậy? Đây, may đồ mà, em mà. Đây cho chị, đưa đây. Nè chị, kéo này chị, cắt đi chị. Có cái kéo mà vòng vòng qua lại nha, tôi cắt luôn nè, cắt. Nói. Khai. Từ từ tôi nói. Nói. Thôi. Tôi. Nói. Tôi đi không được là tại. Tại sao? Tại sao? Con nhỏ kia nó không cho tôi về. Trời ơi, trời ơi, có nghĩa là sao? Thêm người nữa hả? Trời ơi, ba cô chưa đủ thôi, còn thêm người thứ tư nữa. Giờ vậy tại sao vậy? Tại sao hoàn cảnh nào mà ông yêu ông quen được nó vậy? Để tôi nói cho mấy bà nghe, hoàn cảnh nó éo le lắm. Ừ. Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Tôi rảnh gì? Ông làm liệu luôn. Tôi hát là ông. Ý tôi nói là trên đường lãng du làm ăn, tôi vô tình gặp một cô gái nhà nghèo. Nghèo hả? Nghèo bằng tôi không? Một cô gái thức khuya thức hôm đi bán mực nuôi 5 đứa con nè. Trời ơi, nó có 5 đứa con rồi sao? Dạ chị ơi, đó là con nuôi của em. Ủa vậy hả? Vậy là em Phi Nhung rồi. Nhiều con nuôi quá. Rồi em thì khổ không? Khổ bằng em không anh? Khổ bằng cô gái còng lưng, cắt giải mai đồ, nuôi mẹ không? Ồ, em còn mẹ hả? Dạ, mẹ ghẻ chị. Ồ, có nghĩa là ba em có 2 vợ phải không? Thê thảm hơn nhiều. Thê thảm phải không? Nhà nghèo lắm phải không? Thiếu quần, thiếu áo, rồi mặc đồ mỏng dánh đúng không? Điều đó không có quan trọng. Quan trọng là cái gia đình cũng khổ lắm. Cha thì bị nghiện ngập rượu chè tối ngày. Trời. Mẹ thì đi lường gạt cho nên bị đi tù. Em trai thì ham hút thuốc cho nên bị ung thư ruột. Trời ơi. Ở nhà đó, nhà Tết không ở, xây nhà 5 tầng chi cho nó sập. Trời ơi. Ôi, hoàn cảnh của cô khổ gấp mấy lần Thúy Liễu. Cái gì Thúy Liễu ở đây? Ông lộn Thúy Kiều. Trời ơi, tôi nói ông nghe nè, ông đèo bồng hoàn cảnh ai ông cũng tội nghiệp hết. Trời ơi, rồi ai tội nghiệp được tôi?
Tôi cho ông biết nha, một vợ đó còn được nằm giường lèo, hai vợ là ông ngủ chiều queo đó, còn ba vợ ông ra chuồng heo mà nằm đó, còn đeo bồng cô bốn, đeo bồng cô bốn nữa. Bốn là ai? Ông mới nói cái gì? Bốn. Ừ. Giờ này bốn ở đâu? Trời ơi, trời ơi. Bốn là ai? Tuyết. Cái gì Tuyết? Minh Tuyết. Trời ơi. Trời ơi. Tuyết ơi, em ở đâu? Ông bị tụi em. Em ở đâu? Xử cho chị mau lên, chịu hết rồi. Ê, cái gì vậy? Xử lên. Ê, tôi. Ê, đừng có giỡn à. Ông đứng lại đó cho tôi. Hết thuốc chữa rồi. Trời ơi ơi, chính nào thật đó làm khổ vợ có con quá, xử cho chị. Chị ơi, em lấy được cái quần dài qua ống rồi nè. Hay quá, hay quá. Chị ơi, lấy được cái quần xà lẫn rồi. Hay quá. Để chị vô. Trời ơi. Cái gì vậy chị? Chị ơi, cái gì vậy vậy? Em chị. Ơi, chị có sao không vậy? Sao vậy chị? Sao vậy? Trời em ơi. Sao chị? Lâu ghê mới gặp. Trời sao tụi em? Ghê quá chị ơi. Chị. Ghê vậy sao tụi em thương? Thì tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Thôi em trả lại cho chị, em đi về bán mực cho an toàn chị ơi. À chị, em xin lỗi chị. Em lên đây em mới biết, nó có biết gì đâu, ông dù em á, em không biết gì trơn. Thôi em cũng xin đi, chị. Thôi, đi về nha chị. Dừng lại đi, bây giờ tụi em ra là biết rồi phải không, biết rõ hoàn cảnh rồi thấy không. Bây giờ chị thấy vậy nè, chị có phụ nữ chúng ta mới hiểu và yêu thương nhau mà thôi, đúng không em? Yeah. Cái gì dựa dữ vậy, cái gì vậy? Đó, cho nên bây giờ như vậy. Thôi rồi, bây giờ dịp Tết lên, chị mời tụi em ở đây ăn Tết với chị. Còn trẻ đẹp như tụi em, trời ơi, trai làng thiếu gì em ơi. Chị có thể thua rồi, nhưng tụi em còn có cơ hội. Đây, trai làng chúng ta mới tiến bước. Đi chị, dẫn em đi chị. Còn tôi sao mình ơi. Kệ ông, chậm ra đi. Cho tôi ra chào được không? Thôi, chị, ra đi. Cười cái gì? Tôi mặc có hai cái quần lận. Hay quá, hay quá. Giọng hát của ai? Giọng hát của ai mà hay quá vậy? Ai vậy? Cà Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cà Vinh. Hy sinh. Cà Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Cà Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ sĩ sĩ gì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À của em. Ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Cái gì? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được thi đúng không? Dạ. Chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. À em ơi. Cái bài hát hồi nãy em thâu á là mới đây đúng không? Ờ mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. À, kỹ thuật sao, kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. À. Nó có hộp, có hộp á. Hay quá, à. Phối hợp với kỹ thuật phải không? À. Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào, con nghe thử. Nếu được, à, con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện, chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi. Không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày, để không đọc. Lầm to rồi.
Được, thử xem. Mà bây giờ là Thi ha. À, giới thiệu. Xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh Hiệp Sĩ xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương mang tên Nhớ Em. Hợp ghê á. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trên phòng. Nhớ em. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn cho mày mong em đến đây. Nhớ em. Lòng này nhớ. Giang tấu đi trời ơi. Nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em. Lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ ha. Ha, bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi. Ý em nói là rớt rồi hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á. Bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè. Trời ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Cũng hay. Giống như thi hoa hậu á thấy không? Sao, sao? Con nào xấu cái người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Được. Cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi nhờ tới em. Lòng này nhờ tới tôi. Nhờ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Ê. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chùa quẹo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulan nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi, tao khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Ừ. Thi bài gì? Give me a girl after midnight. give me a girl after midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp toàn gì đâu không? Cái gì? Cái gì vậy? Dạ, Cẩm Thảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi chạy máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi. Bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai TV để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ. Em là thí sinh thứ 16. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy em Khảo? Giỡn mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, em mệt quá em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chợ Câu Dừng. Có nghĩa là anh hát nhạc qua. Dạ không phải nhạc qua. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chợ Câu Dừng là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Kháo kiến này cho nó mắt nó dễ diễn tả. Hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người. Hay. Một người đi với nụ cười hắn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Wow. Một người lặng lẽ, lặng yên đứng nhìn.
đứng nhìn một lát rồi đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, à, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới, lời mới. Một hồi mỏi cắn, à, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới, vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, ôi trời, mệt quá, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Sao đâu giỡn mặt đâu? Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui không có dừng hả? Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh em biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng. Nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thi vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát câu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em phải lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái anh nín à. Ủa bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. À, dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ này em làm hoài mà. À, được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Đấy. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Rồi bác Khảo. Anh chọt đi. Khi ông Khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kỳ vậy? Trời anh bị ơi. Phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói sốc gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ai đây? Ủa thí sinh, thí sinh. Thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo không biết hát có nổi không à. Mập thì vô duyên rồi bạn. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Còn ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài ép cho con. Bây giờ sao? Dạ chào ban giám khảo. À, em muốn tên thi... gì, tên gì, em tên gì? Dạ em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây tên lạ không à. Tên chóng mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ em... Cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi. Ca sĩ người ta đẹp, người ta chụp hình. Còn ông mặt xấu quắc. Ông không biết gì hết trơn hết trọi. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi. Ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà, lấy con mau, cà. Mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng, hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy. Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời, giống hai mẹ con luôn á. Ừ.
rồi. Rồi. Thí sinh này thông minh. Đó. Hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ em muốn thi. Thi qua đây đứng. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. À, dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh, áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách? Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À đúng 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 đúng. Học hỏi học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. À. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài. Bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương u mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ẩm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Giỡn mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bộ mùa lạnh ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi. Người ta đang lạnh anh ông là đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi 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 thôi, được. Không được, không có mùa nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó em muốn tạo cái phong cách đó. À. Ví dụ như cô Linda Trang Đài cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng đúng. Cổ nhảy một hồi cổ nhảy lên thằng quán trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai? Em muốn tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, có chuyện lựa người hát hả? Trời ơi. Trời ơi, sao tôi hát đi, cũng hát bài hát những người khuất mặt vậy? Ừ. Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? À, em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thường. Bây giờ em bắt trước chú Duy Khánh. Ừ. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Tròn Tình Quê. Hay. Giống quá. À, nói thì giống mà hát biết sao rồi, để coi. Hay quá. Chúng vui đêm này cho tròn tình quê hương ý. Đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh vậy? Trời ơi. Nào chú Duy Khánh ông gì không trời. Bậy. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Tôi nghe thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. À. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chị định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Trời. Vậy mới hay. Đúng rồi. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Này. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai? Ai có biết ai mà. Tuấn Ngọc đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi tôi nói anh nghe nè.
mặt lạnh là như Tuấn Ngọc thì em làm được, nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm, mà giọng tôi thì giọng tép không à, làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm. Thi không? Hên xui, hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn, may mắn. Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát đó là bài riêng một góc trời. Em sẽ hát mà mặt lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui. Em nói trước là mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu ngón tay chị chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Đấy. Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thờ em về lối xưa. Mà nhiêu nữa. Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chợt mệt quá. Trời đất ơi, tôi là ai anh? Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn, rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm. Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. Đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy. Sao đó, lúc mà phát ra nó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. Em chỉ cần hòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi như mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát cái thằng lạnh mà mày biểu tao nghiến răng như vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Ơi, nghe ông hát xong mà nghiến cái nói bằng giọng. Vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi. Giọng nam không? Có được giọng nữ nào? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai? Nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Mà em nói anh nghe nè,
Tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, anh biết không? Chị nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu của em luôn rồi. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mong manh, một dòng sâu quyến luyến, một dòng sâu mấy kia, một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiền. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Cuối cùng là sao? Cuối cùng dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì vậy? Bắt trước không? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Bây giờ... Cho tụi em có cái riêng đi. Cho có cơ. Tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ, được. Cái đó được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ. Nếu mà trả lời được, tôi cho hai anh đậu. Dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đốm. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi, một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không thua gì đâu. Chứ muốn gì? Đây. Giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. Đố đi. Bây giờ em đố giám khảo. Đố gì đố nhanh đi. Có hai thằng. Một thằng mù, một thằng câm. Đi vô một siêu thị. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho cái nó. Đúng. Vậy em đố hai anh. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông, nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Thật. Nó lụm cục xà bông, nó chà lên đầu nó. Đúng. Thật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. Sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ, ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay thí sinh quá hay, chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng. Cảm ơn. Thôi tôi đi à, trễ giờ tôi đi. Dạ. Ủa giám khảo đi đâu? Giám khảo gì? Ủa anh là phải giám khảo mà. Tôi không phải giám khảo đâu. Ủa chứ là ai? Đấm bóp giác hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. Mấy ngày nay người ta chấm thi người ta mệt quá tới massage mà. Rồi đấm bóp giác hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. Sẵn mình tới mình xin chữ ký luôn. Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Ông vô duyên, bởi vì vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Còn anh nó giống anh không?
không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Giống. Dạ, chúc mừng anh, chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em đi duyên. Vô duyên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. Chị em biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Dạ. Ê, thí dụ như là muốn sanh một sao? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba chàng ngựa lâm phá thủ. Sanh bốn. Tứ quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu người đi khắp thế gian. Sanh 13. Tập tam thế bảo. Sanh 14. Tứ tập tứ nữ anh hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 con chó đốm. Thôi về lẹ đi, về lẹ đi. Cái này nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. Phim gì, phim gì? Vị Thái Giám Cuối Cùng. Đây vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu rồi. Con trai hay gái? Con trai. Bóng chắc luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy bác? Nói với chung là vợ bà bác mà có bầu nữa con còn chúc mừng bác á. Thôi bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác, người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn.